zombie hôm qua hết rồi nha Dung Bùi ơi, mẫu đó hết rồi nha em. Rồi em like, bây giờ like xíu nữa rồi chiều em gửi hàng luôn nha. Em mặc là sit rồi, chị Phụng Ruby, quần là quần ống rộng quần dài luôn nha. Ống rộng quần dài, dài tiếp xuống dưới luôn nha mấy chị ơi, quần là quần dài nha. Em mặc là sit giá 135 và form của nó là 55-56kg trở lại men vừa. Sit rồi nha mấy chị ơi, sit rồi. Quần của nó là quần ống rộng dài nha, giá 135. Sit này thì em có hai màu. Màu em mặc là màu kẹp cơ sữa với là màu hồng nha, hai màu. Hồng với kẹp cơ sữa hai màu. Giá là 135.000 một sit nha mấy chị ơi, 135. Đó, gồm cái quần ống rộng. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Đó, gồm cái quần ống rộng, quần dài giùm em nha. Quần dài với lại áo mặc đắp que rồi cột lại giùm em nha mấy chị ơi. Áo này mình mặc đắp que rồi cột ra sau, rồi mấy chị cột ngược ra trước. Cái này giá là 135 giùm em nha. Màu kẹp phôi sữa màu hồng hai màu. Cái đáy quần của nó là quần lưng cao nha mấy chị ơi. Lưng rất là cao nha, không có hốc đáy nha. Màu kẹp phôi sữa với lại màu hồng hai màu giùm em nè. Đó, chị nào lấy thì chốt giùm em là ship kìm màu nha. Giá 135 ship kìm màu giùm em nè. Ship kìm màu giá 135.000. Do em mặc áo ống bên trong nên nó bị cúp cái phần này. Chứ còn mấy chị nó như mặc áo ngực bình thường mà dây lên thì nó sẽ không có bị cúp cái phần này nha. Đó, cái phần này do em mặc áo ống á. Rồi, ship này giá 135 nha mấy chị ơi. A lấy thì chốt giùm em nha. Rồi, em lên áo 29.000 đầu like dành cho chị nào có chia sẻ like nha. Áo 29.000 đầu like, cái này form 60kg đổ lại men vừa. Cái này chị nào bầu bì gì đó cũng mặc được hết luôn nha. Bầu bì cũng mặc được hết luôn nè. Vải vôn hai lớp hàng Quảng Châu nha mấy chị ơi. Rồi 29.000 dành cho chị nào có chia sẻ like nha. Áo này vôn hai lớp hàng Quảng Châu, 60kg đổ lại men vừa, bầu bì bon chen được luôn. Vôn hai lớp. Cái này mặc có lại chân váy đen mấy chị đi làm cũng được nha. Rồi chốt giùm em mẹ trắng 29.000 mẹ trắng nha mấy chị ơi. Trắng 29 nha, dành cho chị nào có chia sẻ like. Nó 60kg đổ lại men vừa giùm em luôn. Bầu bì bon chen thoải mái. Vôn hai lớp nha, chị nào lấy trắng thì chốt trắng giùm em nha mấy chị ơi. Trắng 29.000 đầu like trắng nha. Ai lấy trắng thì chốt trắng giùm em nha mấy chị ơi. Trắng nè. Trắng nha mấy chị ơi, ai lấy trắng thì chốt trắng giùm em nha. Nhớ chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Rồi em lên mẫu nha mấy chị ơi, lên mẫu nè. Rất là xinh, rất là đẹp luôn nha. Cái này mặc lên dễ thương lắm.
Rồi màu kè pho sữa này, màu vàng, màu đen, kè pho sữa vàng đen. Nhiều màu lắm mấy chị ơi. Em buông màu ra hết cho chị luôn nha. 135.000 một áo. Màu trắng nha mấy chị ơi, áo khớp nha. Khớp vải len. Rồi a lấy giúp em áo khớp kìm màu nha mấy chị ơi. Áo khớp form 40 đến 60 kg mang vừa, giá 135.000. Màu vàng, màu đen, màu kè pho sữa. Cái này màu trắng giùm em. Màu trắng, màu xám, hồng đậm, hồng nhạt nha. Rồi áo khớp là giá 135.000 một áo giùm em nha mấy chị ơi. Form từ 40 đến 60 kg mang vừa, chất len nha Tuyết Trần ơi. Áo khớp len giùm em nha. Khớp len nha mấy chị ơi. Len này dạng nó hơi nhung nhung nha. Hơi nhung nhung, nó lại xinh luôn. Rồi hồng đậm, hồng nhạt luôn nha mấy chị ơi. Rồng vô thử chị. Hồng đậm, hồng nhạt luôn nha mấy chị. Giá 135 dùm em nha. Hồng này là hồng nhạt dùm em nè. Chốt em là màu hồng nhạt. Hồng nhạt nha. Rồi hồng đậm luôn. Dạ rồi nha chị Hùng Hiếu Như Khôi ơi. Đợi em lên nha. Đợi em xíu. Rồi màu hồng này luôn. Đó giá 135.000 một áo giùm em nha. Hồng này hồng đậm giùm em mấy chị ơi. Đẹp xuất sắc luôn nha. Áo khoác giá 135. Hàng rất là dễ thương nha mấy chị. Cái này mặc lên dễ thương lắm luôn á. Màu hồng đậm, màu hồng nhạt giùm em nha. Hồng đậm, hồng nhạt nè. Hồng đậm, hồng nhạt. Màu kè pho sữa. Đẹp lắm mấy chị ơi. Áo này đẹp lắm luôn nha. Màu trắng, màu đen. Trắng á chị, hình tròn màu trắng nè. Áo khoác là 135 giùm em nha mấy chị ơi. Màu trắng, màu đen nha. Mỗi màu có một cái rồi mấy chị ơi. Ai lấy thì chốt giùm em nha. Giang giang hồng đậm. 135 giùm em nha mấy chị ơi. Con này rất là đẹp, rất là dễ thương. Mấy chị nhận hàng ưng ý liền luôn nha. Làm phong su có em nhưng mà tới trước nha. Giang giang hồng đậm. Màu vàng ở chị muối ớt giá 135 nha. Chị muối ớt cho em địa chỉ số điện thoại nha chị ơi. Muối ớt màu vàng. Chị Hồng Trang ơi, 135 nha chị. Dạ, dạ rồi, cảm ơn chị Dung Lê nè, mua 160 lận. Đơn chị dạy chưa nha chị Bảo Tú ơi. Bây giờ lấy xém cho chị nha. Hết hồng đậm nha, còn lặng ơi, còn hồng nhạt nha. Rồi màu xém cho chị Bảo Tú nè. Chưa, hôm nay không phải ai lên hết 5 giờ rồi mới lên. Giá 135 nhận hàng ưng ý liền luôn nha mấy chị ơi. Vải đẹp lắm luôn.
Màu kè pho sữa màu hồng với lại màu đen còn đúng 3 màu nha. Ai lấy thì chốt màu giùm em, đổi màu với chị ơi, đổi màu giùm em nè. Xếp em mặc giá 135.000 có màu kè pho sữa màu hồng 2 màu. Lưng rất là keo nha mấy chị ơi, quần này là quần dài luôn. Quần dài luôn nha. Quần dài luôn. Trường con nuôi là 10.000 nha chị Hồng Trang ơi, nếu như mà gần ở chỗ em á, chị ghé qua chị lấy cho khỏi tốn ship nha. Rồi áo khoác em còn màu đen, màu hồng với là màu kè phơ sữa. Ai lấy chốt giùm em áo khoác kìm màu nha mấy chị ơi. Đen, hồng, kè phơ sữa. Màu đen giùm em nha. Đen, đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Giá 135.000 nha. Kè phơ sữa chị Diễm Tường. Diễm Tường kè phơ sữa. Ai lấy nút đáy giùm em nha. 135.000. Chị nào lấy nó thì chốt giùm em nha. Đen với hồng 2 màu. Còn đen với hồng 2 màu giùm em nha. Hết kè pho sữa rồi chị ơi. Ấm bê le hết kè pho sữa rồi nha chị. Em còn màu đen với màu hồng 2 màu. Còn đúng một cái màu đen. Còn đúng hai cái đen một cái hồng nha. Hai cái đen một cái hồng. Mặc thử xem với chị Phương Nguyễn. Xếp mặt có màu hồng nữa nha Phương Nguyễn ơi. Xếp mặt có màu hồng nữa nha mấy chị ơi. Quần của nó thì form này 56-57kg đó lại men quần em luôn. Quần là quần lưng keo nha, quần rất là dài nha mấy chị ơi. Giá 135.000 dùm em nha. Quần có 2 túi 2 bên luôn mấy chị ơi. Màu kè pho sữa màu hồng 2 màu. Phía trong là em mặc 2 quần cho nên nó hơi bị thủng thủng chỗ này nha. Và lưng rất là keo luôn nha mấy chị ơi. Áo mình mặc đắp chéo que rồi mình cột ra sau. Rồi quần ra trước cột ra trước dùm em. Hoặc là cột ra sau không cũng được nha. Đó, áo kiểu nó là kiểu như thế này, mình mặc vô. Mặc vô rồi đắp lại nha mấy chị ơi. Mặc vô đắp lại như em đang mặc nha. Đó, giá là 135.000 xếp này 56-57kg trở lại men vừa. Cái này mấy chị mặc áo ngực bình thường lên thì nó sẽ không bị cấn nha. Do em mặc áo ống nên nó bị cấn hai bên. Mặc áo ống bên trong nên nó bị cấn hai bên nha. Rồi A lấy xếp này chốt em xếp kìm màu nha. Màu kè phơ sữa với lại màu hồng hai màu. Giá là 135.000 một xếp nha mấy chị ơi. 135.000 một xếp giùm em nha. A à, lấy chốt giùm em là xếp kìm màu. Em có cái áo khoác lông hàng keo cấp nè mấy chị ơi. Đâu rồi ta? Khoác lông hàng keo cấp. Để em lên luôn cho mấy chị chọn nè. Mặc là xít rồi nha chị Ngọc Thanh ơi. Giá 135 là xít rồi nha chị. Xít rồi nha, giá 135.000. Phúc Long hàng cao cấp nha mấy chị ơi. Phúc Long hàng cao cấp giùm em nha. Đây nè. 275.000 một áo. Cái này vô shop mua ba trăm mấy. Xít em mặc là 135 nha chị Ngọc Thanh ơi. Còn nha, lấy thì béo em nha chị. Em có khúc lông nè, khúc lông hàng keo cấp dùm em nha. Xếp em mặc có màu hồng nữa nha chị Ngọc Thanh. Rồi áo khúc lông hàng siêu keo cấp, bên trong có lót form từ 40-60kg là men vừa hết luôn. Để em lên màu cho mấy chị chọn. Cái này hàng keo cấp giá 275.000 một áo nha. Bên trong nè, rất là xịn luôn nha mấy chị ơi. Xịn lắm luôn. Xịn lắm, cực kỳ là xịn luôn nha. 275 em có màu luôn. Xếp em mặc là có màu hồng nữa nha chị Ngọc Thanh ơi. Xếp đang mặc có màu hồng nữa nha. Màu hồng với là màu kè pho sữa hai màu dùm em nha chị. Lấy màu gì béo màu đó. Rồi xếp em mặc là có màu hồng với lại màu kè pho sữa hai màu nha mấy chị ơi. Giá 135.000 nguyên một xếp nha. 135.000 nguyên một xếp luôn. Rồi lấy thì chốt em màu nha chị. Rồi khoác lông này mấy chị nhìn bên trong của nó nè. Hàng siêu cao cấp dùm em nha. Giá 275.000 một cái. Áo này em có màu hồng nè. Chị ơi chân váy đầm kero có nha chị Mỹ Nhung ơi. Nhưng mà đợi em tí nha. Rồi áo khoác lông em lên màu nha chị ơi. 275 nha. Màu trắng. Ôi đẹp quá đẹp luôn mấy chị ơi. 275.000 một áo dùm em nha mấy chị ơi. Màu trắng màu nâu. Mấy chị nhìn bên trong nè, hàng siêu keo cấp nha.
đẹp lắm luôn, 275 ngàn. 60kg đổ lại, 40kg đổ lên giùm em là vừa hết luôn nha mấy chị ơi. Rồi màu trắng nè, màu nâu, màu đen. Trắng, nâu, đen. Đây nha mấy chị ơi, trắng, nâu, đen. Trắng, nâu, đen nè, với lại màu kẹp hơi sữa. Cái chị mặc có hai màu thôi nha Kim Sang ơi, cái chị mặc có hai màu thôi nha. Màu kẹp hơi sữa em. Ui cái này sao nó bị ướt hơn cái rồi. Kẹp hơi sữa giùm em nha mấy chị ơi, kẹp hơi sữa. Mày kẹp hơi sữa lấy thì béo em, còn cái khác nha, cái này nó bị ướt rồi. Kẹp hơi sữa. Màu hồng nha mấy chị ơi, màu hồng. Đầm caro sau có một màu nha chị Hiền ơi. Đầm caro phía sau có một màu nha chị. Còn xít em mặc là chị có màu em mặc có là màu hồng là hai màu nha. Màu em mặc có màu hồng là hai màu. Rồi khốt lông là giá 275.000 một áo giùm em nha mấy chị ơi. Màu hồng, màu trắng, màu kè phơ sữa, màu đen, màu nâu. 275.000 một áo giùm em nha mấy chị ơi. Ok chị Bích Hiếu lấy màu da. Màu đó là màu kè phơ sữa nha chị Bích Hiếu ơi, kè phơ sữa giùm em nha. Đây. Em có màu xít em mặc là vải thun rất là đẹp luôn nha Kim Sang ơi. Vải dày dặn rất là đẹp nha em ơi. Áo lông chị Bích Hiếu lấy màu kè phơ sữa hồi nãy thì ok giùm em nha chị ơi. Tìm kè phơ sữa. Lấy kè phơ sữa thì ok giùm em nha chị Bích Hiếu ơi. Xí đang mặc cho Kim Sang một cái nè. Xí mặc là Kim Sang màu hồng cho Phương mắt. Phương mắt màu hồng đẹp lắm mấy chị ơi, 275.000 nha. Áo cốt lông là 275 nha mấy chị ơi, 275 nha, áo cốt lông là 275.000, còn bộ em mặc là 135 nha. Cốt lông 275 nha mấy chị ơi, đúng rồi nha Kim Sang, dạng khuôn mà vải dày dặn rất là đẹp nha. Khuôn mắt màu hồng là 275 nha em ơi, còn ship đang mặc mới là 135 nha. Áo hồng là 275 nha em ơi. Vải xô rồi chị, áo này hôm nay em chưa có hàng nha. Xí đang mặc em lấy xí chị mặc màu đó é rồi Ngọc Thanh lên để chị số điện thoại giùm em nha. Màu hồng ruốc. Rồi chị Bích Hiếu đợi em xíu em đưa màu lên lại nha chị. Rồi Ngọc Thanh lấy xí đang mặc tim thì chị số điện thoại nha chị Ngọc Thanh ơi. Rồi ok Phương Bắp nha em ơi. Rồi chị Bích Hiếu ơi, bây giờ còn màu này nè, coi màu lại giùm em nha. Màu này là màu trắng nha chị ơi, màu trắng nè. Màu trắng giùm em nha, màu trắng. Rồi cái này là màu kem. Màu trắng nè chị ơi, màu kem nè, màu trắng màu kem nha. Xếp mặt là còn màu hồng thôi nha Kim Phụng ơi. Màu trắng nè, màu kem nè, đẹp xuất sắc mấy chị ơi, 275 giùm em nha. Màu nâu. Chị Bích Hiếu ơi lấy màu gì thì báo màu lại giùm em nha, 275. Màu nâu nè, màu kem nè, màu trắng nè. Ngọc Thanh ơi, chiều nay gửi shipper nha, tầm tối hoặc là ngày mai thì bên shipper giao chị nha. Mặc ok nha Phương Bắc ơi. Rồi màu đen giùm em luôn nha mấy chị ơi, màu đen luôn. Rồi áo này ai lấy chốt giùm em áo kìm màu nha mấy chị ơi. Áo kìm màu. Có là màu kẹp phơ sữa. Có là màu kè phơ sữa mấy em nha. Kè phơ sữa nè. Kè phơ sữa. Màu đen, màu nâu, màu kem với lại màu trắng. 4 màu, 5 màu giùm em nha. Nâu đậm cho tuyết tròn, nâu đậm.
Ủa cái này sao mẹ mặc đồ phun bắp? Lông cốt lông là mình mặc thôi chứ còn người lớn người ta mặc thì nó không có. Em mặc thì được. Mẹ em mà em mua màu hồng nó mới chịu phun bắp. Mẹ mặc thì mua màu đen hoặc là màu nâu, mẹ mặc mà lấy màu hồng. Người lớn ta mặc màu hồng mắc cười gì em, đổi màu đi. Vậy hả, tủ nâu là em lấy màu hồng cho mẹ em mà. Tuyết tròn nâu đậm. Em lấy cho mẹ em màu nâu hoặc là màu đen. Tuyết tròn nâu đậm nè. Dạ có len nha chị, xin xỉ ơi, có len luôn chị. Phương Bắc có lấy thêm màu gì béo chị nha em ơi, Phương Bắc ơi. Chị Bích Hiếu ơi, em hết hồng rồi chị, bây giờ em còn màu đen, màu nâu, màu kẹp hoa sữa với lại màu màu trắng bậy quá. Màu trắng, màu kem nha. Rồi, ai lấy nó thì bé giùm em 275 ngàn màu kem. Màu kem nha mấy chị ơi. Màu trắng giùm em nha. Trắng với kem này nó hơi 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 gần gần như nhau. Chị Ngọc Thanh em ở gần bến xe phía Bắc Nha Trang chị Ngọc Thanh ơi. Nhưng mà ghé thì ghé trước 7 giờ tối nha. Tại vì em bé tới 7 giờ là em nghỉ rồi. Chị cứ lên địa chỉ số điện thoại nha. Nếu như mà chiều không có ghé được thì bên em gửi hàng ở chị luôn nha. Rồi nâu, đen, trắng với lại màu kem giùm em nha. Một cái phô sữa nữa. 5 màu nha. À, lấy chút em áo kìm màu. Giá 275 ngàn. 275 giùm em nha. 275 ngàn. Màu nâu. À, màu màu này nhầm, màu này màu kem pha sữa. Kem pha sữa giùm em nha. Rồi chị Bích Hiếu lấy màu kem nè, 275 màu kem. Rồi A lấy chốt giùm em nha mấy chị ơi. Ok em Ngọc Thanh nha, lên địa chỉ số điện thoại nha Ngọc Thanh ơi. Cũng đẹp mất ngay. Rồi em còn màu trắng, màu đen, màu nâu, màu kẹp hoa sữa, 4 màu. A à, lấy chốt em áo kìm màu giá 275 nha mấy chị ơi. Trắng, đen, nâu với lại màu kẹp hoa sữa. Trắng, đen, nâu, màu kẹp hoa sữa, 4 màu giùm em nha. A à, lấy chốt em áo kìm màu kẹp hoa sữa, nâu, trắng, đen, 4 màu 275. Chị nào lấy áo này chốt em áo kìm màu nha. À, chiều nay em gửi thì chắc là trong ngày mai chị Bích Hiếu ơi, ngày mai thì em nha chị, ngày mai cho chắc nha, chứ sợ nhiều khi tối shipper giao không kịp á chị, ngày mai nha. Rồi ai lấy áo lông thì béo thì em nha mấy chị ơi, chị nào lấy áo lông thì béo giùm em nha, giá 275 ngàn. Ai lấy thì béo giùm em, còn 4 màu nha, đen. Màu này nó cũng đẹp hết, tuyết tròn à. Cái màu nâu thì nó đậm hơn cái kia một tí. Em thích màu nào thì em lấy màu đó nha. Rồi chị nào lấy áo lông nữa thì chốt giùm em nha, 275 ngàn. À lấy áo lông nữa chốt em nha mấy chị ơi, 275 nha. Chị nào lấy thì béo giùm em. Áo đó form từ 40 đến 60kg là mặc được hết luôn nha chị ơi. Chị Tròn Hương ơi, 40 đến 60 là mặc được hết giùm em nha. Giá 135 xít sọc nha. Giá của nó là dài que gối. Dài que gối.
rất là xinh luôn nha mấy chị ơi. Rồi một cái áo nâu, áo màu xám nè, với lại một cái yếm sọc. Áo xám vải rất là dày dặn dùm em nha, vải dày dặn phía dưới của nó này rất là dễ thương luôn. Mấy chị tách rồi ra mặt cũng được nha. Kẻ xít luôn, giá là 135.000 nguyên kẻ xít. Nguyên kẻ xít giá là 135 dùm em nha. Rồi form 40 đến 60 kg men vùi dùm em luôn. À lấy chốt em lại xít yếm giá 135.000 xít yếm nha mấy chị ơi. Rồi xít yếm giá 135 xít yếm dùm em nha. Cho coi khóc đen đi em. Ok chị Phương My Lê nè. Rồi A lấy thì bé em là xít này nha mấy chị ơi. Xít xém nha. Chị nào lấy bé em xít xém nha mấy chị ơi. Em thay từ từ đợi em. Tới em thay xít đang mặc ra nè. Chia sẻ like dùm em nha mấy chị ơi. Áo khóc đen là chị coi áo lông hay là áo khóc len kia chị Phương My Lê. Rồi chia sẻ like dùm em nha mấy chị ơi. Lông đen về nâu chị coi thử. Dạ ok chị.
hơn 40 đến 60 kg mang vừa, nó có hai túi hai bên giùm em. Cái này là màu nâu nha, đầm này là màu nâu, cổ là cổ vít tay dài em nha mấy chị ơi. Cổ vít tay dài form 60 kg đổ lại mang vừa, giá 135.000. Mimi Nhon có bộ xít chân váy áo kiểu nào không? Áo trùng màu é hả? Tại xít hôm qua em để từ từ em coi thử nha chị. Rồi đầm em mặc là giá 135 giùm em nha, có hai túi hai bên. Dạng như là hai bên của nó có xỉ luôn nha mấy chị ơi, hai bên có xỉ và có hai túi hai bên, giá 135.000 giùm em nha. 135 giùm em đầm này nha. A lấy thì béo giùm em. Chị cho em coi cái váy màu hồng có lông ở sâu đi. Đây nha Nguyễn My ơi, đầm này form 56-57kg trở lại men vừa luôn, giá là 135.000. Cổ là dạng cổ vít, có cái tag ở đây nha mấy chị ơi, có tag ở đây nha. Đó, về lông ở phần dưới, giá 135.000 giùm em cái đầm này nha. 56-57kg trở lại men vừa, giá 135. Cái này mặc đi tuyệt cực kỳ sang nha. Đi tuyệt mấy chị phối thêm một cái nịch nữa, một cái bill nịch màu đen ở giữa nữa là xinh. Rồi A lấy cái hồng này, chốt em hồng nha, giá 135 hồng. Rồi dây kéo là ở phía sau giùm em nha mấy chị ơi. Dây kéo là nó nằm ở phía sau lưng nha. Rồi ở phía trước nè, rất là xinh luôn, đúng một cái duy nhất, giá 135.000. Rồi A lấy thì chốt giùm em nha mấy chị ơi. Chờ lấy đầm hồng, chốt em đầm hồng 135 đầm hồng nha. Đầm hồng 135 đầm hồng nha mấy chị ơi. A lấy chốt hồng 135. Chờ lấy hồng thì chốt giùm em nha, hồng 135 hồng. Xít len nha mấy chị ơi, xít len giùm em nè. Tím nó ngồi màu nâu, áo trong màu đen. Rồi giá 135.000 nguyên kẻ xít giùm em nha. Áo đen bên trong nha mấy chị ơi, áo đen bên trong đi với lại yếm mơ ngồi. Tím màu nâu. Rồi giá 135.000 nguyên cái xít này giùm em nha. A lấy xít yếm, chốt em xít yếm 135 xít yếm nè. Rồi đây nha mấy chị ơi, form của nó như thế này nha, gồm áo đen bên trong và yếm nâu bên ngoài, giá là 135.000 nguyên kẻ xít luôn. Rồi giá 135 nguyên kẻ xít giùm em nha. Cái dây này mình tự cột, tự điều chỉnh. Cái này mấy chị có thể mặc thành đầm 2 dây cũng được nè. Cái này mặc thành đầm 2 dây không cũng được. Và áo này mấy chị phối rời được luôn nha. Rồi giá 135.000 nguyên một xít. Đầm em mặc có một màu duy nhất nha chị Hoa Tròn ơi, giá 135 nha chị Hoa Tròn. Form từ 40 đến 60kg men vừa. Rồi xít nâu, ai lấy xít nâu, chốt em xít nâu, giá 135 xít nâu nha mấy chị ơi. Rồi xít nâu giùm em nha, giá 135.000 xít nâu. Quả len nha mấy chị ơi. Nâu 135 giùm em nha. Ai lấy chốt nâu 135 nâu. Rồi nâu 135 giùm em nha, đầm em mặc thì một màu duy nhất, từ 40 đến 60 kg men vừa. Giá cũng là 135.000 nha chị ơi. Hoa Tròn 135 nha chị. Lấy đầm này chốt em đầm kìm màu nha, giá 135 đầm kìm màu.
em á chị ơi, 135.000 a lấy đầm chốt đầm kìm màu dùm em, 55-56 kg trở lại men vừa ở sau là bo nhúng ở sau lưng dùm em nha, bo nhúng sau lưng nha mấy chị ơi, rất là xinh luôn, phía trước là nó hơi ở trước như này đó, màu vàng màu kim hai màu dùm em nha, a lấy chốt em đầm kìm màu với 135.000 đầm kìm màu nha mấy chị ơi, trắng với vàng hai màu dùm em nha, chị lấy chốt em đầm kìm màu 135 đầm kìm màu.
chị nào có bầu cũng có thể bông chiên được luôn nha mấy chị ơi. Dáng dài que gối giùm em nha, tay là tay dài. Tay dài và dáng dài que gối giùm em nha mấy chị ơi. À lấy thì bé em nha, đầm hồng 135 đầm hồng. Rồi xếp này giá 125 nha. Áo của nó là như thế này mấy chị ơi, vải rất là mịn, rất là đẹp luôn nha. 55 56 kg lại men vừa, hồng xanh với đỏ be màu giùm em nha. Hồng xanh đỏ be màu. Giá 135.000. Hồng xanh đỏ be màu. Ok chị Mimi Nho đợi em tí nha. Đỏ hồng xanh be màu xếp này giùm em nha, giá 125.000. A lấy chốt giùm em là xếp kèm màu nha. Đỏ hồng xanh be màu giùm em nha. A lấy chốt em xếp kèm màu, giá 135 xếp kèm màu. Ơi 125 chứ. 125.000 giùm em nha. A lấy thì chốt em xếp kèm màu 125. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Bộ bi xe me dài luôn nha chị Bích Vân ơi. Bi xe me em mới về màu mới luôn mấy chị à. Đợi em tí nha, xong em lên bộ đó cho mấy chị chọn. Này 55, 56, 57 cái gì cũng vừa hết nè. Cái áo xanh đang treo lấy chị coi. Dạ ok chị Hè Hồ. Xíu này nha chị Mimi Nhon ơi. Xíu này nha chị Mimi Nhon đây. Màu hồng, màu xanh, màu đỏ, be màu dùm em nha. 56, 57 kg lại men dùm em luôn. A lấy chốt dùm em nha. Rồi cái này Kero nha chị Hè Hồ ơi. Kero nha chị, giá 135.000. Form 60 kg đổ lại men vừa. Và có hai túi hai bên. Cái này dùm em vừa nè. Cái này dùm em vừa nè chị Hè Hồ. Rồi A lấy thì chốt em Kero nha, giá 135.000 Kero. Có hai túi hai bên giùm em luôn nha, dáng suông. Dáng suông và có hai túi hai bên nha mấy chị ơi. A lấy chốt em Kero nha, giá 135.000 Kero. Rồi giá 135 Kero giúp em nha. A lấy chốt Kero 135 nha mấy chị ơi. Kero 135.000 Kero, đúng một cái duy nhất. Hàng này vải đẹp nha, hàng Quảng Châu giùm em. Rồi A lấy thì béo em nha. Còn xếp em mặc là 125. Màu em mặc là màu hồng. Rồi nó có màu đỏ. Màu đỏ nha mấy chị ơi. Màu đỏ với là màu xanh luôn. Giá là 125.000 nguyên một xếp. 125.000 nguyên một xếp cho em nha. Vải rất là mịn, rất đẹp luôn. A lấy chúng em là xếp kìm màu. Giá 125 xếp kìm màu giùm em nha. Đỏ xanh với là hồng bê màu mấy chị ơi. Đỏ xanh hồng bê màu giùm em nha. Chị lấy xếp chút xếp kìm màu. Rồi đỏ xanh với hồng be màu giùm em nha mấy chị ơi. Rồi xếp len nha mấy chị ơi. Xếp len này giùm em nha. Gồm chân váy với lại áo. Rồi chân váy với lại áo giùm em nè. Áo như thế này nha, áo là form rộng luôn. Đang mặc lại xít nha chị Honey Nguyễn ơi. Chị vừa nha chị. Chị vừa á. Rồi xít này giá 125.000 giùm em. Cái xít len này nha, 125. Form 40-60kg men vừa. Cái mặc lại xít nha chị Honey. Màu hồng, màu đỏ. Chị Mimi Nhon màu xanh. Rồi chị Mimi Nhon màu xanh 125. Cái em mặc là 125 nha chị Hồng Ly ơi. Hồng đỏ hai màu luôn nha. 125. Hồng của chị Hồng Ly Nguyễn màu hồng. Còn màu đỏ nha mấy chị ơi. A lấy đỏ thì chốt đỏ giùm em nha. Giá 125.000 để còn màu đỏ. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Còn xít như vậy mà kiểu khác không? Xít như vậy thôi chị, trong váy rồi. Rồi đợi để em coi thử nha.
Làm em mặc nha mấy chị ơi, 135.000. Form 55-56kg trở lại là men vừa, 55-56kg lại là men vừa em nha. Giá 135.000. Nó bị nếp gấp nha mấy chị ơi, chứ mặt vô nó không, mình ủi thẳng ra nó không theo hết nha. Rồi 135.000 đầm em mặc form của đây 55-56kg lại men vừa nha, em mặc còn rộng eo luôn, mà còn rộng eo. Mà cái này nó hơi suông suông nhẹ nha mấy chị ơi, hơi suông suông nhẹ nha. 135.000 form từ 40-55-56kg giùm em nha, 40-55-56kg. Rồi xích len này giá 125 giùm em nha mấy chị ơi, xích len này giá 125 giùm em nha, 125. Rồi vải len co giãn form 40-60kg men vừa giá 125. Chị nào lấy xích này chốt em xích len nha, 125.000 xích len. Đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Rồi xích len 125 giùm em nha. À lấy chốt xích len giá 125. Len 125 giùm em nha. À lấy chốt len 125. Chị My My Nhon nha.
Chiều nay em gửi luôn nha Mimi Nhon ơi, chiều nay em gửi luôn nha. Rồi à, lấy cái này chốt giùm em là yếm đỏ 135.000 yếm đỏ giùm em nha. Yếm đỏ giá 135 nha mấy chị ơi. Yếm bên ngoài là yếm dài, áo bên trong là màu đỏ đô. Rồi giá 135 giùm em nha. À, lấy chốt yếm đỏ 135 nha mấy chị ơi. Rồi yếm đỏ 135, yếm đỏ. Men vừa bi trắng tay dài giùm em nha mấy chị ơi.
Hàng Quảng Châu vải là dạng như vải vôn lụa, chất rất là mịn, rất là đẹp luôn nha. Rồi cái này chốt em bi 135.000 đồng bi HCB nha. 56-57kg lại mang vừa, tay dài, ngang eo là bo thun. Ngang eo là bo thun giùm em nha. Giá là 135.000. Rồi chị nào lấy bi thì chốt em là đầm bi 135 đầm bi nha mấy chị ơi. 135.000 đầm bi giùm em nha. Đó, 135 đầm bi tay dài ở phía trước cột dây. Phía trước cột dây giùm em nha. Rồi 56-57kg trở lại là men vừa. Rồi ai lấy chốt em là đầm bi nha mấy chị ơi. 135 đầm bi giùm em nha. Rồi chân váy kaki màu trắng size L giá 75.000. A à, lấy chốt giùm em nha mấy chị ơi. Chân váy trắng size L giùm em nha, giá 75.000. Size L. A à, lấy chốt em chân váy trắng nè, chốt vải là kaki giùm em nha. Vải kaki size L giá 75.000. 75 giùm em nha. A à, lấy chốt giùm em mấy chị ơi, 75.000. Form này từ 40 đến 60 kg men vừa, giá 85.000 nguyên cả ship. À,
áo nè, với lại quần form rộng nha mấy chị ơi. Quần form rộng giùm em nha. 85 ngàn nguyên set. À lấy chút em set xám nha mấy chị ơi. Xám tay của nó nè nha, phối như này đó. Quần nữa có chạy viền. 85 ngàn nguyên cả set giùm em nha. À lấy chút set. Set 85 nha mấy chị ơi. Chờ lấy set chút set giùm em nè. Đó, 85 ngàn nguyên cả set nha. Chờ lấy béo set 85. Rồi đầm bi hồng nha mấy chị ơi, 135 ngàn bi hồng. Có dây cột eo giùm em nha. Form 55-56kg lại men vừa. 55-56kg lại men vừa giùm em. Bi hồng 135. Rồi bi hồng 135 giùm em nha mấy chị ơi. Cổ đất que nè, không hở này lên sen lắm luôn nha mấy chị ơi. Rồi A lấy chút giùm em bi hồng giá 135 ngàn bi hồng. Rồi bi hồng 135 bi hồng giùm em nha. A lấy chút em bi hồng với 135 nha mấy chị ơi. Có dây cột eo cho mình luôn nha. Cái này lên form rất là xinh luôn á. Tay bo nè, đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Và anh bình lắm luôn nha. Giá 135. Rồi A lấy bi hồng, chút em bi hồng 135 bi hồng. Rồi 135 ngàn bi hồng giùm em nha. Rồi lấy chút em bi hồng 135 bi hồng. Bi hồng giá 135 bi hồng. Rồi xít viết giùm em nha mấy chị ơi. 56-57kg trở lại là men vừa xít này. 56-57kg lại là men vừa xít này giùm em nha. Giá là 135 kẻ xít luôn. 135 ngàn nguyên kẻ xít. Đây nha mấy chị ơi, gồm áo nè, áo viết nha. Áo viết màu hồng. Rồi đi với lại quần sọt. Đi với lại quần sọt giùm em nè. Đây nha, 135 ngàn nguyên kẻ xít luôn mấy chị ơi. A lấy chút em là viết hồng nha. Giá 135 ngàn viết hồng. Rồi viết hồng giá 135 giùm em nha mấy chị ơi. 56-57kg trở lại là men vừa. Em còn đúng một xít cuối cùng luôn. Rồi A lấy thì chốt giùm em nha. Giá 135 xít hồng, viết hồng. Còn đúng một xít cuối cùng. Giá 135 giùm em nha mấy chị ơi. A lấy viết hồng, chốt em viết hồng nha. 135 viết hồng. Cho phun bắp xít hồng phun bắp. Tay rộng rãi nha em, cái này form nó rộng rãi lắm. Form rộng rãi thoải mái yên tâm. Quần 95 ngàn một quần. A lấy
chốt nguồn giùm em nha, 95 ngàn. Yeah.
M với lại size 2XL. Chị Huyền Hiếu Như Khôi mặc size 2X lại vừa nha chị. Rồi size S, em còn size S, size M với lại size 2XL nha. Rồi chị nào lấy thì bé em nha mấy chị ơi, S là còn nhiều. S là form 60kg đổ lại là vừa luôn á. Ê nhầm, size 2XL là form 60kg đổ lại. Vải đẹp nha mấy chị ơi, dày dặn vải đẹp nha. Em còn đúng một cái size 2XL nè, ai lấy thì bé em nha. Còn một cái size 2XL thôi à, chị nào lấy thì bé em nha mấy chị ơi. Còn đây số là size S. Rồi ai lấy thì bé em nha. Chị Huyền Hiếu Như Khôi nè. Có đúng một cái duy nhất mấy chị ơi, form 40 đến 60 kg là men vùi men cái đầm hồng này luôn. Nó có dây cột eo cho mình nha, đúng một cái duy nhất một màu có dây cột eo. Giá là 1B5 giùm em nha, một cái duy nhất màu hồng là giá 1B5. Đem thử. Áo hoodie có nha chị ơi, có nha Thanh Tuyền, nhưng mà em đang có cái loại mặt cười được không? Vải là vải vậy như chất như gần như là chất đuổi gì á, chứ còn thun thì chưa có hàng nha. Thun với lại loại nỉ là chưa có hàng. Rồi đầm này giùm em nha mấy chị ơi, form 60kg đổ lại men vừa giá 1B5. Đầm hồng giùm em nha, 135.000. Về form 60kg đổ lại men vừa nha mấy chị ơi. À lấy chút em hồng 1B5 hồng nha. Hồng 1B5 hồng. Áo khớp có luôn nha chị, áo khớp nãy lên đầu like. Rồi chốt em hồng 1B5 nha mấy chị ơi. Hồng giá 1B5, form 60kg độ lại men vừa em nha. 60kg độ lại men vừa. Mickey giùm em nha. Đây nha mấy
chị ơi, giá là 85.000 em biết kỳ nha. À lấy béo em biết kỳ 85.000. Kỳ 85 nha. Áo cốt thì bây giờ chỉ có cốt len với lại áo cốt lông. Lông nha.
nó là dáng suông nha, có hai túi hai bên. Áo mặc cùi màu hồng, bây giờ Kim mất áo mặc cùi màu hồng. Thank you.
mẹ bảy giùm em cái hình này. Mẹ bảy. Mẹ bảy giùm em nha, mẹ số 7, chỗ này cưng ghê luôn nè. Mẹ bảy giùm em nha. 95.000 mẹ bảy. Mẹ bảy 95.000 mẹ bảy. Mẹ 1 đây nha, giờ Lê Thu ơi. Lấy thì ok lấy nha. Mẹ 1, màu này mặc lên nó sen lắm nè. 95.000 mẹ 1. Rồi lấy thì bé em nha, 95.000 mẹ 1. Chị Lê Thu lo lại giùm em luôn ơi. Lo lại giùm em sợ nhầm địa chỉ quá. Lo lại giùm em địa chỉ số điện thoại luôn nha. Lại địa chỉ là có lưu trong sổ rồi á, nhưng mà không biết Lê Thu nào á, cho em lại nha. Rồi chốt em cái này mẹ số 8 nha mấy chị ơi. Ủa cái này mẹ số nhiêu? Chốt em Mickey đi. À lấy bộ này chốt Mickey. Lấy bộ này đó là chị Lê Thu. Đẹp lắm luôn nha. Mickey giùm em nha, 95.000 Mickey. Chị Dung Trang nè, Dung Trang ở đâu ta? Dung Trang cho em xin lại địa chỉ số điện thoại nha Dung Trang ơi. Dạ ok chị Lê Thu. Dung Trang cho em xin lại địa chỉ số điện thoại luôn. Mười hai nha mấy chị ơi, 12.
lắm á chị, 95 ngàn em nha. Mã số 13 giá 95. 13. Em nghỉ luôn nha mấy chị ơi, mã số 14 giùm em nha. Rồi 14 nha mấy chị, ai lấy số 14 nha. Rồi nghỉ nha mấy chị ơi, cho chị xem lại 13. Chị Lê Thu lấy 13 nha. Lê Thu lấy 13 nữa nè, là 2 bộ. Rồi em nghỉ nha mấy chị ơi, nghỉ nha. Em tắt đây, bye bye nè. Hello, hello mấy chế đẹp ơi. Này đúng lên lại giờ linh của em. Bây giờ mình lên giờ lúc linh lúc không linh. Nãy nói rồi mà. Hồi nãy nói có rồi. Thôi. Hello mấy chế đẹp. Chào nha, buổi trưa chấm chấm thì đi mấy chế.
chế toan luôn luôn phải, hồi trước Tết chị chốt cái áo mà. Em đăng bài áo mới phải không ta? Nhớ ghi chị đúng không? Nếu mà ấy là em còn giữ. Chị phải không, em còn giữ nha chị. Chung tình. Ai chung tình được mãi. Em tự phong. Vô nha mấy chế, chào nhau buổi trưa. Bèo bé bèo bè bèo. Xèo 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 xèo. Size M, một em hiệu Kalenji size M luôn, mút liền nha, có lỗ thông hơi nè, mới cứng luôn 50k, mã liền sáng. chưa ổn máy. Con này là size SM, mới chất dài dặn 40k, mã xanh đen. Con này cũng hiệu CV Line luôn. Size M cũng là cài sao nhẹ dặn luôn nha mấy chế. Rồi con này cho mấy chế là 40k luôn nè. Mã xanh ngọc. Xanh ngọc, xanh đen. Đây size L mút liền. Size L mút liền. Cài sao. Rồi sang cho mấy chế con này 60k nè, mã liền xanh. Liền xanh có cài sao. Con này ép nhưng mà phơm tầm M nha. Ngực này 83, 87 một con hiệu. Phơm này phơm trong ông. 82, 86. Ép nhưng mà ép lớn tầm M nhỏ. 80k. Mã họa tiết. Dạo này nó bị giấy lắm. Size L nữa nè. Ủa Trang Hoàng ơi nhận đồ chưa ta? Size L nha, ngực này 85-90 L nhỏ. 45k. 45k mã lưới lưng. Họa tiết nè. 80 Nguyễn Ly Na. Này là size S dáng crop top 50k. Mã 2 dây. Size S SM á. M nhỏ từ 85 đổ về thôi nha. S lớn bông trang 60k. Mã 60. Tiếp em này là size S luôn. Dáng sọc sọc 40k mã phối. Mấy con đó là nó mới lắm luôn. Size L. Size L 35k. 35k mã mã L 35 luôn. Con này cũng size L luôn nha. 40k. Mã cặp. Ủa mã chữ đi. Mã viết. Chúng ta. À, một em lưới lưng phía sau ML ngực 85 đến 90. ML ngực 85 90 35k. Mã tương tác. Rồi một cái quần này là size M, M lớn L nhỏ bông chen. Eo 72 cho đến 77. 72 77 ML 90k. Này một con hiệu hàng. Mã 90. Rồi đây size XL nha. Cái này của Uli Willow mút liền. Size XL 70k. 70k mã XL.
Sai L, mút liền. Ngực 86 cho đến 91, 92 bon chen, mút liền 50k. Mã dây. Con hiệu này luôn nè. Size S, người 83 đổ về, M nhỏ bon chen, người 84 nha. Nó để M nhưng mà tầm M nhỏ thôi. Người 80, 84, 50k. Mã hiệu đen. Hiệu này này size M. Ngực 83, 87 luôn. Này hơi dính bẩn chứ không sao. Với lại bên trong nè nó bị dính màu màu vậy. Nhưng mà bên ngoài là không sao nha mấy chế. Đó, bên trong nó hơi dính dính xíu. Bên ngoài ok tại nó màu đen. Rồi cho mấy chế con này 100k. Mã hiệu đen. Hiệu đen. Áo kiểu đẹp nữa là size S. Nó để M. M này M nhỏ thôi. M này ngực 82 cho đến 86 luôn. 82, 86 nha, 70k. Mã đỏ. Hiệu đen này cho Nguyễn Lina 100. Size S. Lưới lưng là 50k. Mã lưới. Hiệu anh ta size S luôn. 50k. Mã hiệu S. Con này mút liền. Size L, XL, bon chen, ngực 89 đến 95. 8995 L, XL, mút liền 50k. Mã Mã XL. Em dán cái nơ size S nè. 70k. Mã crop. Tiếp tục em này US Pro nè. US Pro này là size XL ngực 93 cho đến 98. Nó có 3 mắc cài phía sau. Mút liền. Sao cũng được nha. Nhưng đơn chưa đi. Mút liền 93, 98 là 50k. Mã liền xám. Size S 40k. Mã yếm. Yếm. Một con màu hồng siêu đẹp. Con này là size. Size này nó đánh size L. À nó đánh XL nhưng mà tầm L thôi nha. Phơm này nó nhỏ nha mấy chế đẹp. Ngực này là 88 cho đến 93 thôi. 87, 93 nha. Tầm size L thôi. 70k. Mã hồng dây. Một em mút liền nữa nè. Mút liền size M. 70k. Mã họa tiết. Em có con này. Hồng dây Nguyễn Thị Út. 70. Cái gì vậy? Con này size XL luôn, dáng dài của Lulu mà bị dính vết màu. Dính tí xíu màu nha. Nhìn kỹ lắm mới thấy. Ngoài sao nữa nè. Của Lulu. 50k size XL nha. 50k. Mã áo. Kiểu kiểu nè mấy chế. 35k. Size M. Dạng như áo kiểu mặc nó không có dày nhiều nha. Nó vừa phải không dày. Size M mã đỏ 35. Ủa nãy em nói nhiêu? 35. Con này SM 35k. Mã phối. Size M
hút liền 35k luôn. Mã khóa size M luôn nha, 80k. Mã áo kiểu xinh chéo chéo luôn, có tay nè. Còn cái quần còn tem size L, chất nó dai đẹp. Eo này là 73 cho đến 78. Có cái chữ rất là xinh mới chết, 130. Mã mới. Mời ơi mới, sắc mới. Đây một con kiểu nữa nè. Size S nha. 40k. Mã sọc. Size XL 35k. 35k mã tập đen. Mới là cho Nguyễn Lina. 130 tập đen XL. Con này nó đánh L mà form M. Rất là mới, cái form mới giờ muốn nó nằm trên đây. Mới đẹp nha, 90k. Mã hiệu 2. Này nó lên chưa? À con này lên rồi. Lên rồi để đây hồi không có biết được. Size S eo 60 cho đến 65. Cái này là một cái khóa phía sau á, nhưng mà này nó bị ấy, cái này là sức cái dây cầm thôi, mình kéo vẫn bình thường nha. Nó vẫn kéo được. Rồi sale cho mấy chế 50. Size S mã 50. Hiệu 290 cho Nguyễn Lina. Mút liền size S. Một em hiệu Kalenji. 70k mã hiệu hồng. Con này size S còn tem. 40k mã tem. Size L cho cô tông cổ yếm là 45k. Mã yếm. Cái này SM nha mấy chế, 25k. Mã 2 dây. Này cũng là M nhỏ S lớn bon chen ngược 81 cho đến 86. 50k. Mã cài sau. Đùi size F 50k. Mã Coban. Coban Banco. Chấm chấm bài mấy tình yêu ơi. Size XL 35k. Mã trắng. Size M 60k mã khóa hồng. Rồi em này size M luôn nha. 40k mã tím. Em này là size L. Size L 40k. 40k mã kiểu. Biết kêu mã nhiều cái này xinh quá. Size M luôn nha. M này M nhỏ thôi, ngược 85 đổ về. S lớn bon chen ngược 85 đổ về nha. 70k mã cam, cái lưng chữ T rất là xinh. Fila mút liền. Fila này size L, nhưng mà cái này căng ra nó hơi răng nha mấy chị. Hơi răng nhẹ đây nha. Đó. Size L nha. Bán giá bình thường thôi, 70k. Con này rất là đẹp. Mã
Nguyễn Ly Na, 70. Tiếp tục một con hiệu Nai size S này cũng căng ra hơi răng tem nhẹ đây nè. Mà nó đẹp lắm, mới. Cho mấy trái 50k. Mã caro. Em này là SM. SM nha, hiệu Domios là 60k. Mã bi. Bi quần đâu rồi thôi. Quần size M, chất cô tông, chất mịn nha. Cô tông mịn size M, 90k luôn, mã sale. Size S cạp cao, eo 60 cho đến 64, 58-64 đi, 58-64 nha, 100k. Mã hiệu xanh, mã caro, 50, size S nha, ngược 80 đổ về nha. Nó caro tím trong hộp. Cho Hiền Trang. Có đơn inbox cho em nha, em chốt đơn qua Messenger, không có gọi điện nha mấy chế. Rồi ML, size M này, nhưng mà form lớn nó tầm L là được. Ngực 88 cho đến 92, hiệu UF Pro 70k, mút liền luôn nha. Mã liền hiệu, sale cho chị Phạm Hồng, 90. Có nay vừa dồn luôn. Có cái quần luôn. Nay một con hiệu Only Pay size LXL. Size LXL ngực 90 cho đến 96. Mà sau lưng này đẹp ghê luôn. 90-96 nha, 80k. Mã hiệu. Mà em khoét lưng size M nhỏ ngực 86 đổ về 60k. Mã tím. Hiệu Adidas XS nhưng mà form này tầm S. SL này là 58 cho đến 66, 58-66, tầm S cạp cao này. Tem nằm đây nha. Đây. À, tem này nó bị mòn cái chữ đây xíu rồi mấy chị. Em để cho mấy chế 100k. Mã số 10. Liền hiệu. Liền hiệu là 80. Cho Thúy Võ này ra đơn mới nha, đơn hôm qua đi rồi. Size M. Size M này 70k, mã họa tiết. Size S. Eo 65 đổ về. 70k, mã tím. Một con ngố này size S luôn, hiệu hàng. Eo 60 cho đến 67 rất là xinh, 80k. Mã hiệu 4 đi. Ủa vậy hả? Nhanh nhỉ? À đúng rồi, là tối. Hôm qua lên đơn cái gì? Nó đi ca tối luôn. Size S nè. Size S 60k. Mã sọc xanh. Size S 50k. Mã crop. Size S luôn. 50k mã dài. Hiệu 4 là cái nào quên mẹ nó rồi. Hiệu 4 là cái Adidas 100 hả? Chế võ thì như ngoài nè, võ thì như ngoài chút trước nè. Trong rổ. Đọc xong quên cha. Cái đen. À cái ngố hả? Ok. Không. Bỏ vô đi. 80. Ok, sorry. Em mau quên. Size S lớn nè, eo 62 cho đến 68. Chất dai cạp cao 100k. Mã xám cao. Này có con hiệu Nike. Size này là size L nhưng mà form M thôi. Ngực 84 cho đến 88 nha. Cái này ép kiện nó hơi bị dính cái phần này ra một chút xíu nè. Giờ mình giặt kỹ là nó ra đó. 60k. Mã dạ quang.
Sai lờ quất liền. Cài sao là 60k. Mã liền tím. Ừ, Võ Thị. Như Hoài Võ Thị. Với Như Hoài cũng được. Hôm qua cái để đâu? À, để chung với cô Liên. Sai S nè, S là S nhỏ nha. À, ngực 80 đổ về thôi. 60k mã yếm. Quần ở mã Dạ Quang mà đọc thành quần. Dạ Quang 60 của mình khuyên. À, liền tím nè, 60 của Hiền Trang. Ủa? Hồi nãy đọc Hiền Trang hả? Hiền Thang là Hiền Thắng hả? Mình khuyên hả? Ừ. Đọc lộn luôn. Rồi, cái này là có nỉ, lóc nỉ size S eo 65 đổ về hiệu Romeo. S nhỏ nha, eo 65 đổ về. Cho mấy trái con này 70 mã nỉ. Con hiệu này chất đẹp lắm, size M. Chắc là y như Buma vậy. Size M. Nhìn mấy cái móc mấy cái này 65k. Mã xám. Hiệu Danskin này là size S. Size S cho mấy trái 40k mã hồng. Xám là 65 cho Nguyễn Hạnh. Xám mới vừa hết rồi chứ.